Anh ơi, đây là nước súc miệng. Nước súc miệng. À, hoàn toàn thảo mộc, 100% thảo mộc. Đúng, hoàn toàn thảo mộc và là bài thuốc của người Dao đấy. À, vâng, rồi. Ôi miệng sâu răng, chảy máu chân răng, đau ghê buốt. Ôi cái này cần quá đây này. Quá cần em. Vâng. Ok. Tôi quay em hút thuốc, em chỉ cần súc miệng cái này là nó đâu vào đấy thôi. Tránh cho bạn. Thấy nước súc miệng. Ừ. Mà cái quan trọng là làm từ thảo dược. Làm từ thảo dược, hoàn toàn thảo dược. Đã được kiểm định. Đã được kiểm định. À đây đây đúng không? Đấy, ngon đấy. Vâng. Còn đây là cái này là cao bách hợp. Cái này mới là cái thiết thực cho mình này. Em đi quay ở rừng, ở rú các thứ. À, muỗi đốt này, vắt cắn này, em chỉ cần bôi một tí là khỏi ngay. Thậm chí là mùa đông ví dụ như trẻ con bị khô da, nước nứt nẻ ra, cái này bôi cũng khỏi luôn, rất là tốt. Khi em bị nấm đầu, cứ mùa đông là tắm xong rồi nó mốc mốc lên. Đấy, bôi cái này được. Cũng được ạ. Cái này rất tốt. À đây đúng rồi, đây này. Đây này. Nấm máu này, nấm kẽ này, nấm ngoài. Đấy. Bong ra bàn tay bàn chân. Ôi giời, thế thì em này thì hôm nay em lại cứ tưởng là anh em mình gọi là chia sẻ những cái kiến thức về mắt, bởi vì phải đeo kính rồi anh ạ. Không ngờ là những cái này cũng mang những cái này rất thiết thực. Không, cái này rất thiết thực mà, và công dụng của nó như thế và nó rất tiện lợi trong các gia đình luôn. Rồi, ok, vậy thì chắc chắn là anh nghệ sĩ Vũ Trung Anh và Công Lý cũng sẽ sử dụng sản phẩm này. Sản phẩm đặc trị và cái quan trọng nhất là hoàn toàn từ thảo dược của Tiến Hạnh, đã được bán tất cả các hiệu thuốc trên toàn quốc.